Thưa quý vị, tranh thủ thời tiết nắng ráo trong hai ngày nay, người dân huyện Hòa Vang đang khẩn trương thu hoạch số lúa hè thu còn lại trên đồng trước khi đợt bão kế tiếp đổ bộ. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Thôn Túy Loan Tây, xã Hòa Phong còn nhiều hecta lúa trà ba chưa thu hoạch được do xạ trễ. Đáng nói là thông thường mọi năm, vào khoảng ngày 9 đến ngày 10 tháng 9, người dân đã gặt xong chỗ lúa này. Tuy nhiên do năm nay bão đến sớm hơn một tuần nên việc thu hoạch lúa trà ba phải dời lại đến sau bão. Cũng vì vậy mà hơn 10% lúa bị thiệt hại, ngã đổ, nảy mầm. Bà con đang phải khẩn trương xử lý số lúa còn lại, tránh việc để lau trên đồng dễ ẩm mốc, hư hỏng. Mấy năm là mưa trong thu mới tới, mà năm nay thì mưa tới sớm. Lên mầm hết trơn, lúa dân lên mầm hết trơn, phân là ngọ này, rồi cải ở trên cây nó còn lên mầm. Rồi cả ngà ở dưới thì cũng lên mầm. Thì hiện nay trên cánh đồng thì đã xác định được cả thì cả đồ chừng chưa tới cả đồ chừng hecta, nhưng mà thực hạ có hai đốm, có bốn sào là có diện tích là còn từ 5 đến 70%. Còn là diện tích thực hạ cũng nhỏ từ hơi đến 30%. Để giúp người dân thu hoạch lúa kịp thời, Ban Nhân dân thôn đã hiệp đồng với các hợp tác xã để điều động một số máy gặt liên hợp, dự kiến trong nay mai sẽ hoàn thành thu hoạch chỗ lúa trà ba này. Nói chung là người dân hiện nay là khi trời hết mưa là nói chung là người dân là đồ bờ thoát hết nước từ ruộng ra nguồn mương để cho là cạn nước trên ruộng và tiến hành là thu hoạch sớm, cố gắng thu hoạch trong thời điểm nắng này, cố gắng thu hoạch nhanh gọn để kịp tiến độ và coi như là để có thời gian phơi cho nên nó đỡ. Lâu nay việc thu hoạch lúa phải theo kế hoạch của các thôn, đại diện thôn sẽ thỏa thuận thuê máy và lên thời gian gặt. Điều này nhằm tránh trường hợp người dân tự tổ chức không đồng bộ, máy gặt di chuyển để gặt đám ruộng phía trong trước sẽ ảnh hưởng đến các đám ruộng khác ở phía ngoài. Tuy nhiên trong thời điểm vừa chống dịch vừa chống bão như hiện giờ, quy trình này hạn chế phần nào tiến độ thu hoạch lúa, nhất là khi thời tiết ngày càng thất thường.